Linh ơi, Linh. Làm gì vậy? Nhà người ta nha, đừng có tự nhiên quá nha. Con này tên gì vậy? Dạ, tên gì? Máy này nó bị ấy rồi, chạy như nào rồi. Đâu, đưa thằng cháu đứng. Cái gì ạ? Giữ được chỗ này. Xương bước nó trời vậy. Trời gây. Mệt quá cậu ơi. Mấy nhỏ dễ thương. À, dạ, con em hả? Dạ. Ủa sao hai đứa đang ngang nhau? Sinh đôi chị hả? Hay là hai đứa sinh đôi? Con này chị nè. Phải không? Bé tên gì vậy các? Công ty gì vậy? Nhi. Nhi hả? Dán đây nè dán. Tay. Tắm đi à, tắm trước lại lên, không có thời giờ đâu nha. Quay phim hay chụp hình đấy? Quay phim. Quay xíu. Chụp hình quay xong bỏ lên TV chiếu được liền không? Được liền không? Được liền. Cái dao lam đâu? Dao lam lụt rồi. Lụt rồi. Bỏ bánh vào đây nè. À là cơ chú rể đâu? Chú rể, chú rể đi cuối đây chú rể nè. Chú rể đi hả? Trời ơi tôi tưởng chú rể đây chứ. Cái đỏ ấy. Bánh trên này rồi, cái hay để đấy.
Chồng lên, chồng lên. Để này nè, chồng lên đây. Cái đó khó khăn hả? Dạ. Không biết coi. Chứ thằng nào đi, ai dẫn đầu luôn. Chứ nó là mát đứng đi đâu. Gì đây? Chờ thằng này nó... Nhờ ba bỏ vui xuống được xíu không? Cho cái... Là dù ra rồi, xong rồi. Rồi, quay đầu lại coi, quay đến tới đây coi. Mọi người. Rồi, hơi xoay mặt đây xíu. Ngồi đây, đây. Ngồi đây. Quay hướng này coi, được coi. Có bị ngà. Đây chứ. Sáng giờ mấy giờ? Sáng là sáng đi tới đây là 6 giờ. Ở trên chắc đi 2 giờ quá. 11 giờ đêm. Có mùi đâu chút chưa? Sáng ngủ đi nè. 2 giờ ngày 20 là mình ra. Giờ hả? 2 giờ nếu 20. Nó vô bơi đi 10 rưỡi. Đúng là 4 tiếng mấy? 6 tiếng. Không đi Sài Gòn á. Sài Gòn đây 4 tiếng rưỡi. 4 rưỡi là xe lò khách vẫn chạy 4 tiếng rưỡi. 6 tiếng là mới tới ở ngoài đó mà. Chứ giờ đâu có tính trong kia. Chưa kể nó đường thấy lắm hay luôn đi. Nước gì vậy? Dạ. Dạ. Đứng làm mình rung cái mình tán ao rồi tái xong á, cũng bắt tận sợ đi ghe lắm, cái đó ám ảnh bà Yến. Biết canh tiếp tế. Lên chỗ đó được không? Chỗ nào chỗ ghe? Chỗ nào ghế lên đó. Ở đây mấy người đi đò được không? Quen đi từ giờ lắm. Cái này chụp tấm quay phim đi, quay phim đi, tỉnh dậy. Tấm lưng vậy. Chụp tấm lưng kia sao kìa đó. Hết pin. Ấy lấy cái bẫy bỏ vào cái đây. Pin chứ nó nói. Bỏ ra ngoài chứ hay bỏ. Không bỏ ra ngoài. Quay rồng quay. Đây. Quay này được à? Quay người đẹp da chứ. Rồi. Sao bán sao? Đây, ông nào bê này. Bỏ này đẹp rồi, cháu con đực qua đấy đâu vừa. Hai bê này. Có mâm rồi. Làm cái xe bị nó vô, cái hộp số vô, nó hơi nặng, nó vô cái ở này nè, nó vô hết. Người ta hỏi thì làm sao mà vô tôi dễ
Cứ về đứng trước phía đây. Lệch quá chút xíu. Tới nha. Bây giờ ông xong lễ với cái bưng cái khai học về trước luôn. Vô này trước rồi mới ra. Đứng lại. Nhà gái đây là gia đình nhà cha
dâu 1 triệu là cháu chuẩn bị hành trang. Ở đây là xin được trình đến rồi vâng. Rồi một tay thì là trang điểm cho cháu. Đây là trình đến quý Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.